Tin Thế Giới, sáng nay theo giờ Việt Nam, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đã có màn tranh luận trực tiếp đầu tiên tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở bang Pennsylvania, trong bối cảnh kết quả các cuộc khảo sát cử tri cho thấy sự cạnh tranh giữa hai ứng viên vẫn đang rất xích sao tại các bang chiến địa. Màn tranh luận trực tiếp này được cho là cơ hội lớn nhất để thay đổi cục diện cuộc bầu cử. Cuộc tranh luận do hãng tin ABC News điều phối có thời lượng khoảng 90 phút và không có khán giả trực tiếp hai ứng viên ngay lập tức có màn đấu khẩu nảy lửa đi thẳng vào vấn đề kinh tế. Phó Tổng thống Harris nhấn mạnh bà là ứng viên duy nhất đang đứng trên sân khấu, lớn lên trong một gia đình trung lưu. Bà quảng bá về nền kinh tế cơ hội hướng đến giúp đỡ các gia đình Mỹ và các doanh nghiệp nhỏ. Bà cũng chỉ trích các đề xuất của ông Trump chỉ ra rằng tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ dưới thời cựu Tổng thống là tồi tệ nhất kể từ cuộc đại suy thoái và việc cắt giảm thuế cho các tập đoàn sẽ gây thâm hụt 5.000 tỷ đô la ngân sách. Theo bà Harris, chính quyền Tổng thống Biden đang phải dọn dẹp mớ hỗn độn do Donald Trump gây ra. Đáp lại, ông Trump đáp trả rằng nền kinh tế suy thoái trong thời gian đó chủ yếu là bởi ảnh hưởng dịch Covid-19. Ông phủ định việc bản thân có liên quan đến dự án 2025 nhằm thúc đẩy các chính sách bảo thủ, định hình lại chính quyền liên bang Mỹ và khẳng định sẽ áp thuế đối với các quốc gia khác. Ứng viên Cộng hòa cũng đề cập đến tình trạng di cư bất hợp pháp, cho rằng những người này đang tước đi công việc vốn do người Mỹ gốc Phi, gốc Latin đảm nhiệm, đồng thời tái khẳng định sẽ không ký lệnh cấm phá thai trên toàn quốc nếu đắc cử. Đối với lời chỉ trích về các rắc rối pháp lý đang vướng phải, ông Trump nói mình đang thắng hầu hết các vụ kiện và sẽ tiếp tục thắng phần còn lại khi kháng cáo. Cựu tổng thống Mỹ cũng cho rằng vụ ám sát hụt nhằm vào ông hồi tháng 7 vừa qua xảy ra do bà Harris và các thành viên đảng Dân Chủ khác gọi ông là mối đe dọa với nền Dân Chủ. Cả hai cũng nêu quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế, trong khi ông Trump tái khẳng định sẽ thúc đẩy đàm phán một thỏa thuận để kết thúc chiến sự tại Nga Ukraine, thì bà Harris tái khẳng định lập trường của chính phủ đương nhiệm, ủng hộ Ukraine như một quốc gia độc lập và nhắm vào đối thủ. Bà harris cũng nhấn mạnh việc phải đảm bảo an ninh quyền bình đẳng và quyền tự quyết của người palestine liên quan đến cuộc xung đột israel hamas